Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Để con một mình với máy sấy tóc, mẹ không ngờ chuyện kinh hoàng này lại xảy ra. Vật dụng quen thuộc mà bố mẹ nào cũng sử dụng hàng ngày có thể trở thành mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của trẻ. Chỉ vì sự bất cẩn của người lớn, con bị bỏng nặng vì mẹ bật máy sấy tóc cho con chơi. Trưa ngày 24 tháng 7 vừa qua, một bé trai 6 tháng tuổi ở Tô Châu đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Đại học Tô Châu để điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Modern Express, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do mẹ đã bật máy sấy tóc để cho bé chơi sau đó đi làm việc nhà. Kết quả là máy sấy phát nổ, khiến bé bị bỏng nặng toàn thân. Tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Đại học Tô Châu, bé trai đáng thương nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn là những dụng cụ y tế. Phần mặt còn lộ ra có màu đỏ sẫm, có thể thấy vết bỏng rất nghiêm trọng. Bác sĩ Lý của bệnh viện chia sẻ, qua chẩn đoán bé bị bỏng đến 50%, ngoài phần da ở mông và lưng còn nguyên vẹn, thì phần da ở những chỗ khác đều bị bỏng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thậm chí, có những chỗ bị bỏng tới độ 2, độ 3. Phần bị bỏng nghiêm trọng nhất là chân bên phải. Có thể nói chân bé gần như bị đốt cháy. Hiện tại, bệnh viện đã phẫu thuật lần đầu cho bé, nhưng bé vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ đánh giá, khả năng tử vong của bé có thể lên đến 50%. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tai nạn thương tâm này? Theo lời của người mẹ, bé rất thích nghe tiếng ù ù phát ra từ máy sấy tóc. Ngày 24 tháng 7, khi bé đang nằm trên giường tự chơi, cô đã bật máy sấy lên và để cắt bé chừng 20-30cm để dỗ bé nằm ngoan, sau đó bỏ đi làm việc nhà. Khoảng 10 phút sau cô quay lại giường, thấy khói đen bốc ra từ đó, ra giường bốc cháy, còn con cô cũng bị bỏng nặng. Cô liền lập tức đưa con đến bệnh viện. Thủ phạm gây ra vụ tai nạn đáng tiếc ấy chính là chiếc máy sấy hàng ngày vẫn hay dùng. Người mẹ này cho rằng máy sấy bị chập mặt nên đã tự bốc cháy. Nhiều tai nạn tương tự liên quan đến máy sấy tóc đã xảy ra với trẻ. Thực tế, không ít các bậc cha mẹ dùng máy sấy tóc để chơi đùa với con. Tháng 3 năm nay, Bệnh viện Liên hợp Phúc Kiến đã tiếp nhận một trường hợp bé gái bị bỏng nặng đến 34%, mà nguyên nhân cũng là do chiếc máy sấy tự phát nổ khi đang được bố mẹ tận dụng làm đồ chơi cho con. Năm ngoái, ở khu Ngô Trung, thành phố Tô Châu, một cô gái sau khi ngủ dậy đã ngồi trên giường dùng máy sấy tóc để sưởi ấm và sấy tất. Nhưng không may, chiếc máy sấy bị chập mặt, bén lửa vào chăn, làm đứa em trai 3 tuổi bên cạnh vẫn nằm ngủ trong chăn, bị bỏng dương vật. Thí nghiệm chứng minh, luồng gió thổi hơi nóng ra càng mạnh, thì nhiệt độ của hơi nóng đó càng cao. Nếu bạn chỉ cắt miệng gió khoảng 1cm, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 88,6 độ C. Sau một vài phút hoạt động, chính máy sấy cũng sẽ nóng lên. Nếu như máy sấy không có thiết bị ngắt tự động khi quá nóng, thì nguy cơ xảy ra tai nạn như trên là rất cao. Vì vậy, các bậc cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc máy sấy tóc khi đang cắm điện. Ngoài ra, không dùng máy sấy tóc làm đồ chơi cho trẻ con, bởi khi không có người lớn kiểm soát, trẻ có thể bắt chước và tự ý cắm máy sấy tóc vào ổ điện. Nguy cơ bị điện giật hay cháy nổ từ máy sấy tóc rất cao. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.